Em chào các bác nhé. Hôm nay nhà em Lâm lại giới thiệu các bác một hai dòng bếp ga loại phân khúc tầm tiền. Bác nào có thể mua được mà được trải nghiệm bếp ga Nhật. Nhà em hiện tại là nhà em toàn bộ bếp nha là bếp mặt men nhé. Toàn bộ là mặt men. Các bác mà mua bếp mà muốn phân biệt mặt men hay không các bác dùng dao này. Nếu là mặt men xịn các bác cạo thoải mái. Các bác cứ cạo thoải mái. Nếu như là mặt sơn thì nó sẽ xước và nó vóc ngay nó ham ngay, còn mặt men các bác cạo thoải mái. Đây dao giấy nhé, mới cứng luôn. Đây có nhìn này. Lưới sắc nguyên thì có cạo thoải mái em để phân biệt ở đâu là mặt men mặt sơn. Đây mặt men nó bác cạo thoải mái luôn, cả nhà bác vệ sinh thoải mái luôn. Nó thậm chí cái mặt men nó còn bền hơn mặt kính rơi còn với. Chứ mặt men này rơi nó chỉ móp thôi. Các bác yên tâm để dùng mặt men rất là bền. Đây em quay các bác hai mẫu bếp là mẫu bếp Paloma phím vặn và một mẫu bếp là mẫu bếp Zina phím vặn. Đấy, thì em quay mẫu bếp Paloma trước cho các bác nhé. Em cũng quay qua các bác bếp trước. Bếp này là bếp mặt men. Con này sản xuất là tháng 12 năm 2012 luôn. Đây quay qua thành vách các bác đây. Bếp thì rất là đẹp luôn. Con này thì không xuất sát gì. Trong ngoài là không xuất sát gì. Đây, trong ngoài là không xuất sát gì luôn. Đây gầm bệ đây. Để các bác nhìn đây. Gầm bệ đây. Nhiều bác thắc mắc là bếp ít tiền có bàn không đi ngăn nướng đây. Đây giá nướng thì mới tinh luôn. Con này thì em cam kết các bác là ngăn nướng là chưa dùng luôn. Con này là mới cực kỳ luôn mới. Tiện là quay ngăn nướng thì nó hơi tối thì buổi tối em thanh thử em bật luôn cái chơi nướng cho nó sáng luôn nhé. Thì có nhìn ngăn nướng này sáng luôn, chưa sơn xi gì nhá, sáng luôn như mới luôn. Đấy, và các bác cũng quay qua bếp bác nhìn bếp nó còn nguyên bản mức nào. Đây bếp, đây bếp đồng còn nguyên nhé, vẫn đen nhé, chưa có hết oxy hóa hay chuyển ngả màu nhé. Đây ruột qua đây, ruột gà đây. Đấy các bác nhìn thấy rất là đẹp nhé. Đây. Đây các bác quay nhìn, bác nhìn chưa? Rất là đẹp luôn. Đây nhiều bác cứ thắc mắc. Em ra ngoài lấy cái khoan, nhiều bác thắc mắc này. Nhà em bán bếp giả nhựa bên trong có đẹp không hay chỉ đẹp bên ngoài thì em cũng quay qua luôn cho các bác nhìn này. Ở nhà em thì em đã khẳng định với các bác bếp nhà em không bao giờ có bếp han gì. Nếu mà bếp mà han gì em đập vứt đi ngay. Chứ không bảo là của rẻ đồ rẻ tiền mà lại không độ đạt được chất lượng đâu. Em thả các bác nhìn đây. Nhiều bác có quảng cáo ruột bên trong nó sáng. Bên ngoài không quan trọng lắm, các bác nhầm hết. Bên ngoài nó đã đẹp thì bên trong nó phải đẹp. Chứ mà đừng bao giờ bên ngoài đẹp mà bên trong nó xấu không bao giờ có đâu. Quay qua các bác nhìn đây. Sáng trưng luôn. Đây đố bác nào nhìn một cái hàng gì được ở đây luôn. Các là quay gần các góc. Thế có yên tâm chưa? Chứ không có chuyện mà bảo là bên ngoài đẹp mà bên trong nó han được. Nếu nó han thì cái này phải han trước. Nước có chảy nhiều xuống đây nó han được thì bắt buộc cái này nó phải đen trước. Nó phải đen trước thì nó mới chảy nước xuống dưới được. Nên cái này nó trắng rồi thì bên trong nó phải là mới rồi. Chứ không có chuyện mà đây ngoài này mới mà bên trong này này han không có đâu. Nước nó muốn xuống được đây để han cái sắt dưới này. Han nội thất bên trong này thì bắt buộc nó chảy qua cái lỗ này trước để nó xuống lên nó mới han. Nên cái này nó chưa han các bác yên tâm này, đừng bao giờ có chuyện nào là câu chuyện một là ngoài đẹp trong han là không có đâu. Nhà em đồ trong như ngoài mới như nhau luôn. Chiếc này thì nó cũng như mới rồi, có lẽ là bên này nó cũng chưa dùng đâu. Các bác mua bếp thì không phải cứ lăm sản xuất làm gì, quan trọng là chất lượng của bếp này. Cái lăm không quan trọng, dùng đời cao mà dùng rồi nó han gì thì cũng không bằng đời thấp đâu mà. Mà càng đời thấp nó lại càng bền. Bởi vì ngày trước nó sản xuất nó còn dày dặn chứ bây giờ nó phọt phẹt lắm. Đây em vào em test bếp các bác nhìn luôn nhé. Đây bếp thì bếp ga phím vặn Nhật thì nó rất là nhạy. Thì các bác chạm phát là lên luôn này. Vặn cái là lên luôn. Đấy, nửa rất xanh, bên nhà em chỉnh bếp các bác yên tâm em đóng bếp rất là chuẩn luôn. Cái đây là nó có nước nên nó hơi bị vàng. Với em test thử máy thì cái điện thoại em hết pin. Đâm em lại cầm cục sạc dự phòng. Em quay vào test chế độ chống chảo chống ngắt cho nó các bác nhìn nhé. Em quay hai bên luôn, các bác lùi xa ra. Đấy các bác ạ. Bếp ga Paloma nó rất là nhạy. Nó gấp rất nhanh, ngắt vào là nó khóa ngay. Đây các bác nhìn này. Đấy.
So với zin này nó ngắt hơn ngay hơn zin này. Zin này thì phải độ chế khoảng tầm 1 đến 2 giây nó mới khóa ra. Thế các bác xong các bác nhớ lưu ý nó nóng thì các bác phải cầm rẻ nhé. Đây em mới bật thì nó cũng chưa nóng đâu. Thế là em cầm tay trực tiếp vào đầu luôn. Thế các bác nhớ lau sạch sẽ đi nhé. Đây là em thử bằng nước em vẩy thì nó hơi vái thôi, chứ còn bình thường nó dốc nó sẽ dốc từ từ. Thế này các bác nhìn này, xung quanh cái viền men nó làm thấp xuống, cái này là nước nó chỉ chảy xuống đây thôi, nó không ra bên ngoài được. Đây là em vẩy hay là nó bắn tung tóe. Đây. Bây giờ các bác muốn bật lại các bác nhả lại từ đầu. Đấy, để cho nó nhả cái dơ le bên trong ra thì các bác mới bật lại được. Đây này, chiếc này đang có nước này, em chưa lau sạch này. Các bác ở nhà em thì quay bằng điện thoại cho nên là nó không có chỉnh sửa gì, nên là nhiều lúc các bác nghe tiếng nó hơi ồn ồn vì nhà em mặt đường phố mà, nên nó cũng sẽ hơi ồn ồn, nhưng các bác thông cảm nhé, vì nhà chủ yếu là quay để test sản phẩm nhà mình là chính luôn. Thế em bật lại này, đây chiếc này vẫn đang có nước này, em vẩy chưa sạch này. Đấy, các bác lau sạch nhé. Còn dưới đây các bác đây là nút hẹn giờ 3 phút này. Các bác nhìn 3 giây nhé. Thế thôi, nó thêm em bỏ thì chỉ chạy đúng 3 phút thì nó sẽ ngắt. Thì các bác đi làm và tranh thủ hâm đi đồ nóng, thì các bác đi lau cái nhà hay làm việc khác thì các bác ra là nó hâm nóng đồ là vừa rồi. Hay là các bác nấu gói mì tôm thì trong vòng một bát nước thì nấu trong vòng 3 phút nó đã sôi rồi mà, thì tự động nó sẽ khóa ga lại. Thì rất là tiện cái chế độ hẹn giờ 3 phút này. Thì rất là tiện luôn, chiếc bếp là có chế độ này dùng rất là tiện này. Đấy. Trước này ở nhà em đang bán là 1.3 triệu nhé. Đây là số điện thoại nhà em đây, 0377996066. Em bán 1.300.000 đồng. Đấy, chiếc bếp này. Và bếp thì em vẫn cứ bảo hành 1 năm. Xong vòng hết 1 năm bảo hành thì các bác gửi về thì nhà em sẽ sửa miễn phí. Cũng sửa trọn gói các bác là không bao giờ tính phí các bác. Trong vòng 10 năm cũng được thì nhà em sẽ sửa miễn phí bác. Vì cái bếp ra thực bền mà chẳng may mà nó bị hỏng thì nhà em vẫn cứ bảo hành cho các bác. Bởi vì nhà em rất là nhiều linh kiện nên là bác cứ yên tâm nhé. Còn mở hỏng cái bếp này rất là khó luôn, các bác yên tâm thôi. Thì nhà em vẫn có chế độ là khuyến mại các bác là chống chuột này. Bác nào mà nhà có chuột thì em sẽ lắp lưới chống chuột cho. Và bác nào mà nhà không có lưới chống chuột thì thôi, mình không nên lắp, bởi vì lắp lưới chống chuột nó rất là vướng, nên là nó cũng không được đẹp. Nên là các bác nào mà nhà có chuột thì em mới lắp, còn không thì thôi. Đấy, các bác mua thì cứ liên hệ em số này nhé. Trước này thì em trước khi gửi các bác bếp là em đều test cẩn thận rồi. Trước này mẫu bếp như thế này là nhà em còn 40 chiếc. Đấy, cho 40 bác lấy. Đấy, chiếc này đẹp thì em bán 1.3 triệu. Chiếc mà hơi xấu xấu thì em bán 1.2 triệu. Đấy, tùy từng chiếc một, những chiếc này đẹp xuất sắc thì nhà em sẽ bán 1.300.000 đồng. Đấy, cho bác nào lấy chiếc bếp này nhé. Video nó cũng hơi dài rồi thì em hẹn các bác ở các video sau. Đấy, em vì còn tranh thủ tham kết cái chiếc Zin 9. Vì là video nó gần 10 phút rồi nên em chỉ kết qua thôi. Nhà em thì vẫn bán tất cả các loại mặt hàng nhé, như bếp từ, nồi cơm, máy giặt, tủ lạnh, máy hút bụi, tức là cái gì liên quan đến đồ nhặt nhà em đều có. Máy lọc không khí, quạt nhặt, điều hòa, nhà em gì cái gì cũng có. Thế mùa nào thì em bán lên đấy, bác nào cần cái gì nhà em có cái đấy. Đây thì là một góc quay livestream nhỏ thì để chủ yếu là quay bếp mới lại giới thiệu mặt hàng thôi. Thì còn những cái đồ to thì em để ở ngoài gian cửa hàng nha. Đấy, các bác nào mua được liên hệ cho nhà em cái gì cũng bán, nên các bác không phải lo. Giá cả nhà em luôn cạnh tranh với thị trường, và thứ hai là nhà em lấy tận gốc bán tận ngọn rồi. Cho nên các bác yên tâm là không sợ bị bắt bít hay là bị chặt chém đâu. Hay là mua ở chỗ người ta bán bếp ga thêm này, để sinh hoạt gia đình mà người ta không biết sửa chữa thì các bác mua về cũng rất trách nhiệm. Khẳng thì không biết gọi ai sửa. Các bác mua nhà em hoặc bọn em tư vấn sửa chữa luôn. Bởi vì cái bếp ga này em chỉ cần nói trên điện thoại các bác cũng tự sửa được luôn. Thì bây giờ nó tiện gọi video rồi mà. Thì các bác nào cũng mua nhà em cứ yên tâm đi nhé. Thế em hẹn các bác ở các video sau nhé. Xin chào các bác nhé.